Xin gửi chào tới toàn thể cô chú chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Dạ vâng, và hôm nay Quỳnh Phạm lên sóng với tất cả mọi người thì các bác có thể thấy ở đây hàng về đêm muộn số lượng cực kỳ là lớn các bác nhá. Về được tất cả là 1.000 chiếc yếm hàng xuất khẩu Nhật và 1.000 chiếc quần hàng xuất khẩu Nhật. Thì dòng sản phẩm về hôm nay các bác có thể nhìn thấy ở đây tổng tất cả là bốt lột loại là tổng 50 kiện cho em, 1.000 chiếc quần cập bến cho em, số lượng cực kỳ là lớn để phục vụ các bác mà vụ cuối năm này. Trong những cái thời tiết mà rét mướt chuẩn bị sắp đến rồi, các bác sử dụng dòng sản phẩm này khá chi là ok. Và cái mẫu ngày hôm nay Quỳnh Phạm muốn lên cho bác đó chính là cái hàng xuất khẩu Nhật đây. Mọi người có thể thì nhớ đây. Đó, cái mẫu này thì rất nhiều anh em dùng và các bác phản hồi rất tốt về dòng sản phẩm xuất khẩu Nhật này. Thì đối với dòng sản phẩm này, hàng này trên thị trường Quỳnh Phạm đang là một cơ sở làm độc quyền cho nhà máy các bác nhá. Thì hàng này của nó khi các bác mua kèm sẽ kèm theo gì ạ? Lọ keo này các bác này. Lọ keo ở miếng dán dự phòng các bác nhá. Đó. Và Quỳnh Phạm lưu ý này, tất cả hàng xuất khẩu Nhật các bác nhìn này, chất liệu của nó sẽ là nhựa PVC cao cấp, chất liệu nhựa 3D như này. Các bác nhìn kỹ nhá, đây là hàng nhựa 3D. Và cái hàng này của nó là gì ạ? Cái túi của nó các bác nhìn này, tất cả đều có túi đựng điện thoại nhám nhức rất là xịn sò. Và ngày hôm nay thì Quỳnh Phạm sẽ lên quần trước, và ở cái lô hàng ngày mai Quỳnh Phạm sẽ lên yếm cho mọi người xem một cái chất liệu yếm hàng xuất khẩu Nhật cực kỳ là cao cấp các bác nhá. Đấy, mọi người nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mà ngày mai Quỳnh Phạm sẽ lên sóng nha. Và ngày hôm nay thì sẽ chi tiết mẫu quần các bác nhìn kỹ này. Đó, mọi người thấy không ạ? Hàng xuất khẩu Nhật nhìn rất chìa đẹp luôn, đều có túi đựng điện thoại này. Và trên cặp quần nó đều có lỗ thông hơi như này các bác nhá. Và cặp của nó là bản 5 phân, có 4 đường trần giúp cho chúng ta mặc vào làm sao ôm lấy cái bụng và không bay không giãn cho em, các bác yên tâm nhá. Và tiếp theo nữa là gì ạ? Các bác nhìn phần ủng của nó xịn sò chưa? Tất cả ủng mấy quần đều bao giờ cũng là đồng màu hết. Và trên chất liệu ủng của nó các bác nhìn kỹ này. Đó, cái hàng này các bác lội xuống bùn thì thôi rồi, lượm ơi hết nước chấm luôn. Lội xuống bùn rất là chắc chân. Và quan trọng nữa là nó không bám quá nhiều bùn mà vẫn đảm bảo được cái độ an toàn ma sát cho các bác. Đó, riêng cái phần đế này là đế cao cấp luôn, chứ không phải là cái dòng đế quá là dày. Các bác khi mà dẫm chân xuống bùn hoặc xuống ao ấy, là các bác muốn rút cả ở ủng lại mà chân đi nhé, đúng không ạ? Còn riêng cái hàng dòng sản phẩm này các bác nhìn này, đế của nó cực kỳ là mềm luôn, hàng cao cấp các bác yên tâm nhá. Lội xuống rất là đảm bảo an toàn cho bác luôn, nhưng mà đế của nó rất là chống trơn tuyệt đối luôn, ok chưa? Đấy, cái mẫu quần xuất Nhật này anh em mua và phản hồi rất là tốt. Và Quỳnh Phạm báo giá luôn hàng vừa mới về này các bác này. Giá của nó sẽ có giá là 379.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn, các anh có thể nhìn hàng của em đây. Đó, Quỳnh Phạm về số lượng rất là nhiều, không phải là ít, cho nên bán buôn bán lẻ trên toàn đất nước luôn. Cô chú anh chị em chúng ta cần dòng sản phẩm quần xuất khẩu Nhật này có thể liên hệ trực tiếp với shop nha. Đó, mẫu quần cực kỳ là đẹp luôn, các bác nhìn thấy không ạ? Mẫu quần rất chìa đẹp luôn, các bác nhìn kỹ nha. Đó, hàng 3D cực kỳ là đẹp luôn, hàng cao cấp luôn, nhận hàng cho các kiểm tra hàng luôn. Và giá cả báo giá công khai rồi nha mọi người nha. Hàng về nhiều lắm luôn, đầy đủ size số từ 38 cho đến 44 các bác luôn. Từ nhỏ cân cho đến người nhiều cân cũng có thể có size để mang vừa nhá. Đó, và các bác hãy ấn đăng ký kênh để ngày mai theo dõi những cái yếm mà hàng xuất khẩu Nhật, hàng cao cấp Quỳnh Phạm mới về kho để cho các bác xem nha các bác nha. Đó, hẹn các bác ở những buổi video sau. Chúc bác chúng ta xem video vui vẻ. Chúc tất cả cô chú bác chị em chúng ta lên đơn hàng thành công. Xin chào tất cả các bác, hẹn các bác buổi video sau nhé.